Vâng, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình đưa các bạn tham quan một khu vực vâng bán đồ hoặc những cái đồ second hand của Nhật Bản cực kỳ nhiều, vô cùng nhiều luôn, đủ các loại, đủ các chủng loại khác nhau. Vâng, và đặc biệt là rất nhiều những sản phẩm mà mình thấy những sản phẩm lạ. Những con dao của Nhật Bản được bày bán rất nhiều trong khu vực này. Và vô số những cái kim. Mình thấy cả kim dùng cho làm điện, cả những cái mình không biết rõ về là cái gì, à, cái khẩu. Wow, một con dao, một cái kéo cắt cành. Đây là cái gì đây mình cũng không biết. À, là một cái kìm ạ. Một cái kìm đa năng. Rất là tiện. Vâng, mình thấy rất nhiều những người cao tuổi. Những người cao tuổi vào khu vực này để chọn cho những món đồ cho mình, những món đồ ưng ý. Mua cái này nó không ấy, bảo bữa đúng không? Ừ, nó bữa ấy. Đây là núi vật dụng khác nhau. Cái này là gì? Cái này đéo xiết rồi. Khẩu của ông kìm, cưa, kéo, khoan, cơ vít, cơ lê, mũi khoan, rất nhiều những đồ cũ của Nhật Bản có được bày bán trong khu vực này. Đúng là cái đồ gì cũng có ạ, thìa lĩa. Vâng, các bác làm cây gì đặc biệt chú ý đến những cái trái kia. Mình thấy cái lưỡi cưa này cũng khá lạ, của Nhật Bản. Đó là hàng mới đúng không? Hàng nội địa đâu? Một cái siêu. Kim đa năng đúng không? Kim đa năng. Có cả dao mà. Nhớ tao dùng lắm cả Soviet này, còn có bia này.
bao này, răng cưa này, mở bia, rũa, răng cưa này. Thử hỏi cái này bao nhiêu tiền? Cái này 500 rưỡi. 500 rưỡi. Ở cả thước luôn. Thước luôn. Thôi nhiều lắm luôn. Vâng, ông vẫn đang cố tìm, cố tìm một cái khẩu độ mà không tìm được. Không vừa không? Vừa chứ. Loại này là 8. Vâng, và thưa các bạn, là đây là toàn bộ khung cảnh khu vực bán đồ hàng bãi của Nhật Bản. Chúng ta làm máy cắt cỏ. Một chiếc tầm lửa khổng lồ.